Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã đến với kênh NTD Công nghệ và mình là Đại. Hiện tại thì vì tình hình dịch bệnh COVID-19 hết sức là phức tạp, nhằm kết nối người dân với các cơ quan y tế cũng như là Bộ Y tế thì Bộ Y tế đã ban hành ra một cái ứng dụng, đó là ứng dụng sổ sức khỏe điện tử. Thì cái sổ sức khỏe điện tử này nó như là một cái cuốn y bạ nhằm lưu lại toàn bộ cái tiền sử dịch tễ của mỗi một cái người dân Việt Nam chúng ta. Đó thì nó có tác dụng là sau này nếu như trường hợp các bạn có phải đến những cái cơ sở y tế làm một cái việc gì đó liên quan đến việc khám chữa bệnh thì cái người bác sĩ họ hoàn toàn có thể xem lại được cái tiền sử bệnh của các bạn ở trong quá khứ, bạn đã mắc bệnh gì, điều trị như thế nào. Và có một điều đặc biệt hơn nữa là trong cái chiến dịch tiêm chủng của Bộ Y tế thì cái sổ sức khỏe điện tử này có tác dụng rất là nhiều, nó sẽ giúp các bạn có thể đăng ký tiêm chủng, đặt lịch tiêm chủng cũng như là báo cáo được những cái phản ứng sau khi tiêm vaccine 19 đến với các cơ quan y tế. Và có một điều đặc biệt nữa đó là khi các bạn đã tiêm chủng xong COVID-19 thì trên cái sổ sức khỏe điện tử này các bạn sẽ được cấp một cái giấy chứng nhận tiêm phòng vaccine COVID-19 và nó sẽ giúp cho các bạn cái việc các bạn có thể di chuyển đi lại cũng như là tham gia vào các hoạt động ở xã hội nó sẽ thuận tiện hơn vì các bạn đã có một cái giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 do Bộ Y tế cấp thông qua cái sổ sức khỏe điện tử này. Vậy thì cái cách để các bạn có thể tải được cái ứng dụng sổ sức khỏe điện tử ở trên điện thoại di động và cách đăng ký tài khoản sổ sức khỏe điện tử cũng như là cách sử dụng sổ sức khỏe điện tử ra làm sao thì xin mời các bạn vào phần chi tiết của video nhé. Để có thể tải được cái ứng dụng sổ sức khỏe điện tử này thì trên điện thoại Android và điện thoại iOS thì các bạn sẽ truy cập vào CH Play hoặc là App Store. Thì đây mình đang sử dụng điện thoại Android thì các bạn sẽ truy cập vào cái CH Play như thế này nhé, trên điện thoại Android nào cũng có. Ngoài ra nếu như bạn nào mà chưa biết cách sử dụng cái CH Play cũng như App Store như nào thì các bạn hãy kéo xuống phần bình luận ở mô tả của video, mình sẽ để cho bạn cái đường link dẫn đến cái ứng dụng sổ sức khỏe điện tử này ở dưới phần bình luận nhé. Thì các bạn kéo xuống đấy các bạn chỉ kích vào link thôi là các bạn sẽ được chuyển đến CH Play hoặc App Store, thì tùy vào từng điện thoại thì các bạn sẽ được truy cập đến. Rồi nếu trường hợp các bạn đã truy cập vào CH Play hoặc App Store thì các bạn sẽ gõ vào cái thanh tìm kiếm này nhé, các bạn sẽ gõ vào phần tìm kiếm này, các bạn gõ vào cái chữ là sổ sức khỏe điện tử nhé. Đó thì cái sổ sức khỏe điện tử nó hiển thị lên trên đầu này, các bạn kích vào thì các bạn sẽ nhìn thấy cái sổ sức khỏe điện tử này nó được phát hành bởi là Văn phòng Bộ Y tế Việt Nam nhé, các bạn lưu ý cái phần này. Đó thì các bạn sẽ kích vào phần cài đặt này, thì lúc này các bạn chờ một chút thì cái ứng dụng này sẽ được tải về điện thoại của các bạn nhé. Thì đối với điện thoại iPhone thì các bạn cũng làm tương tự thôi, các bạn sẽ nhấn vào App Store và tải về như thế này. Rồi sau khi mà cái ứng dụng sổ sức khỏe điện tử của bạn nó đã được cài đặt xong ấy thì các bạn có thể nhấn vào cái chữ mở này để có thể mở ứng dụng lên, hoặc các bạn có thể quay ra màn hình điện thoại của các bạn nhé. Thì các bạn sẽ tìm đến cái ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, nó sẽ có ở trên cái màn hình điện thoại của các bạn đây. Các bạn đã nhìn thấy nhé, cái sổ sức khỏe điện tử đã được cài đặt như thế này. Thì các bạn bây giờ sẽ nhấn vào cái phần sổ sức khỏe điện tử này nhé, để mở cái ứng dụng này lên, để đăng ký tài khoản cũng như là có thể sử dụng được cái sổ sức khỏe điện tử này nhé. Các bạn sẽ nhấn mở cái ứng dụng này lên nhé. Rồi bây giờ sẽ là đối với những cái bạn mà chưa đăng ký cái sổ sức khỏe điện tử này lần nào, tức là các bạn lần đầu sử dụng cái sổ sức khỏe điện tử này, thì các bạn sẽ nhấn vào phần đăng ký này nhé. Các bạn sẽ nhấn vào đây để các bạn có thể tạo một cái tài khoản ở trên cái sổ sức khỏe điện tử này. Các bạn sẽ nhấn vào đăng ký. Thì các bạn lưu ý cho mình nhé, ở đây sẽ có phải cung cấp một số cái thông tin. Thì tuy nhiên cái thông tin này các bạn sẽ cung cấp toàn bộ những thông tin thật của các bạn nhé, bởi vì nó sẽ liên quan đến cá nhân các bạn sau này, liên quan đến rất nhiều thứ về cái tiền sử dịch bệnh cũng như là sau này các bạn đi khám chữa bệnh thì cái họ tên, số điện thoại cũng như là các thông tin trên này các bạn phải khai báo thật sự chính xác nhé. Nó sẽ ảnh hưởng đến bạn rất là nhiều nếu như các bạn khai báo không đúng thông tin nhé. Thì đối với cái việc điền thông tin thì cái mục họ tên các bạn sẽ nhập cái họ tên của các bạn vào này. Ở cái phần số điện thoại các bạn cũng sẽ nhập cái số điện thoại các bạn đang sử dụng nhé, để các bạn có thể nhận cái mã OTP và có thể mở tài khoản nhé. Và đối với cái phần mật khẩu các bạn sẽ nhập hai cái lần mật khẩu giống nhau, lúc này các bạn sẽ tạo một cái mật khẩu nhé. Thì các bạn lưu ý này, các bạn thấy nhé, ở đây nó yêu cầu cái mật khẩu là phải như thế này thì các bạn mới tạo được nhé. Nó sẽ có một ít nhất là 8 ký tự này, có chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt đó. Thì các bạn có thể thấy đây là một cái mẫu mà cái mật khẩu mình đã đặt nhé, các bạn sẽ phải đặt đầy đủ theo cái yêu cầu này thì các bạn mới tạo được mật khẩu cho cái ứng dụng sổ sức khỏe điện tử này nhé. Sau khi mà đã tạo xong các bạn chỉ việc nhấn vào tiếp tục, lúc này sẽ có một cái mã OTP gửi về cái số điện thoại mà các bạn vừa điền ở phía trước nhé. Đó thì các bạn sẽ nhập cái mã OTP đó vào đây, các bạn sẽ mở cái tin nhắn ở trên điện thoại của các bạn nhé, trên tin nhắn SMS ấy. Các bạn sẽ truy cập vào cái tin nhắn của cái tiêm chủng này, các bạn sẽ lấy cái mã OTP này nhé. Cái mã chính là cái mã 907200 này, thì ở trên điện thoại của các bạn sẽ truy cập vào đây để các bạn lấy cái mã này điền vào cái phần mã OTP ở bên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử nhé. Thì ngay sau khi các bạn đã nhập được cái OTP chính xác thì ứng dụng nó thông báo là các bạn đã đăng ký tài khoản thành công, các bạn sẽ nhấn vào phần đăng nhập này. Đó, lúc này các bạn sẽ tiến hành điền cái số điện thoại của các bạn vào đây, sau đó thì các bạn sẽ
nhập vào cái mật khẩu nhé. Các bạn sẽ điền vào cái mật khẩu mà các bạn vừa tạo ở phía trước á. Thì sau khi mà các bạn đã truy cập vào cái sổ sức khỏe điện tử này rồi nhé, thì các bạn sẽ tiến hành cài đặt một số cái thông tin liên quan đến cá nhân của các bạn nhé. Thì các bạn sẽ kích vào cái cá nhân này, sau đó các bạn sẽ kích vào phần thông tin cá nhân này nhé, để các bạn có thể cập nhật được một số cái thông tin liên quan đến cá nhân của các bạn nhé. Thì ở đây các bạn có thể cập nhật được một cái ảnh đại diện của các bạn nhé. Thì các bạn kích vào đây, các bạn có thể cập nhật được cái ảnh đại diện của các bạn này. Thì đối với cái họ tên và cái số điện thoại thì các bạn đã điền trước, thì cái này các bạn sẽ không thay đổi được. Lúc này các bạn sẽ cập nhật vào là cái ngày tháng năm sinh cũng như là giới tính của các bạn nhé. Thì các bạn sẽ điền cái hai cái này vào đây. Tiếp theo các bạn kéo xuống đến phần số thẻ bảo hiểm y tế, thì nếu như bạn nào có thì các bạn có thể nhập cái số thẻ bảo hiểm y tế các bạn vào đây, nếu trường hợp không có thì các bạn bỏ trống. Cái phần sổ hộ chiếu cũng như chứng minh nhân thư nhân dân, căn cước công dân, các bạn sẽ điền cái thông tin của các bạn vào đây nhé. Tiếp theo thì đến cái mục tỉnh, quận, huyện, thành phố, xã, phường đó, thì các bạn cũng sẽ kích chọn đầy đủ cái thông tin liên quan đến cá nhân các bạn nhé. Thì đây là cái địa chỉ cư trú của các bạn mà. Tiếp theo các bạn sẽ kéo xuống thì có một số cái phần liên quan đến cái khai báo về cái sức khỏe của các bạn, ví dụ như chiều cao, cân nặng đó, cái nhóm máu của các bạn này, tiền sử bệnh của các bạn, thì các bạn có thể cập nhật vào đây. Trường hợp các bạn không biết rõ thông tin nào thì các bạn hoàn toàn có thể bỏ trống những cái mục này nhé. Đó, các bạn có thể cập nhật sau, nếu như trường hợp các bạn biết thì các bạn sẽ cập nhật sau. Ở trong cái phần thông tin khác, các bạn kéo xuống thì các bạn sẽ cập nhật một số cái thông tin liên quan đến cái nghề nghiệp, cái quốc gia, cái dân tộc, cái tôn giáo mà các bạn có, thì các bạn sẽ cập nhật cái phần mục này ở đây nhé. Sau khi mà các bạn cập nhật được toàn bộ những cái thông tin liên quan đến cá nhân của các bạn thì các bạn có thể thấy trên cái ứng dụng sổ sức khỏe điện tử nhé, các bạn kích vào cái phần trang chủ này thì các bạn sẽ thấy ở đây có rất nhiều các phần mục cho các bạn có thể tham gia, có thể hoạt động thao tác được ở trên này. Ví dụ như các bạn có thể đăng ký tiêm chủng ở trên cái ứng dụng này này, các bạn có thể khai báo y tế này, các bạn có thể xác nhận tiêm chủng này, đó, chứng nhận ngừa Covid-19 này và phản ứng sau tiêm này, cũng như là cái phần mã số sức khỏe này. Đó, thì đối với những cái bạn mà chưa tiêm chủng thì các bạn hoàn toàn có thể truy cập vào cái app này để đăng ký tiêm chủng. Các bạn chỉ việc kích vào cái phần đăng ký tiêm chủng này là các bạn có thể đăng ký tiêm chủng nhé. Tiếp theo thì các bạn hoàn toàn có thể khai báo y tế ở trên cái ứng dụng sổ sức khỏe điện tử này nhé. Trên cái mục trang chính của cái sổ sức khỏe điện tử, các bạn sẽ kích vào phần khai báo y tế nhé. Thì lúc này các bạn sẽ khai báo những cái thông tin liên quan đến cá nhân của bạn, nếu như trường hợp các bạn đang khai báo y tế cho bản thân mình. Còn trường hợp nếu các bạn đang khai báo cho người khác, các bạn hoàn toàn có thể kích vào cái chữ khai hộ này nhé. Đó, nó có một cái chữ khai hộ ở đây này, tức là có thể khai báo y tế cho người khác cũng được. Và sau khi mà các bạn đã khai báo y tế xong như vậy ở cái mục khai báo y tế này, thì các bạn sẽ kích sang cái tờ khai y tế, thì các bạn sẽ nhìn thấy có một cái, đó là cái QR code nhé. Đó, có một QR code này chính là cái để các bạn có thể mang đi khi mà các bạn thực hiện di chuyển ngoài đường ấy, các bạn phải khai báo y tế, thì các bạn chỉ cần đưa cái QR code này ra là các bạn có thể thực hiện khai báo y tế một cách rất là nhanh chóng nhé. Nó chỉ mất đâu đó mấy giây thôi là các bạn khai báo y tế thành công nhé. Ngoài ra có một cái mục khá là quan trọng, đó là cái phản ứng sau khi tiêm. Nếu các bạn là cái người mà được phép tiêm chủng Covid vaccine 19 rồi nhé, thì sau khi các bạn tiêm xong thì các bạn có thể truy cập vào cái sổ sức khỏe điện tử này, các bạn sẽ kích vào cái phần phản ứng sau tiêm này. Thì đối với cái mục phản ứng sau tiêm này thì chỉ có với những cái cá nhân nào đã tiêm chủng Covid vaccine 19 thì các bạn mới được phép điền những cái thông tin này nhé. Thì đây, ở đây mình chưa là người tiêm chủng Covid vaccine 19 nên là cái mục đối tượng tiêm này nó không sáng lên, và tất cả mục đằng sau này mình sẽ không điền được nhé. Thì như vậy là đối với những cái bạn mà tiêm chủng Covid vaccine 19 rồi thì các bạn hoàn toàn có thể vào đây để khai báo cái tình trạng của các bạn sau khi tiêm, phản ứng sau khi tiêm nó như thế nào nhé. Thì trong cái ứng dụng sổ sức khỏe điện tử này còn rất nhiều các phần mục khác nhau thì mình không thể giới thiệu hết ở trong một cái thời lượng video ngắn như thế này. Thì các bạn hãy tiến hành tải cái ứng dụng sổ sức khỏe điện tử này về, đăng ký tài khoản sổ sức khỏe điện tử để có thể khám phá thêm những cái mục ở trong cái ứng dụng sổ sức khỏe điện tử này nhé. Như vậy là vừa rồi thì mình đã giới thiệu đến bạn cách các bạn có thể tải được cái ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, cũng như là cách đăng ký tài khoản, cũng như là cách các bạn có thể sử dụng một số cái tính năng ở trên cái sổ sức khỏe điện tử này. Nếu trong quá trình các bạn thực hiện cài đặt cũng như là đăng ký với tài khoản với sổ sức khỏe điện tử có vấn đề gì thì hãy để lại comment về phần bình luận nhé. Và đặc biệt nếu các bạn thấy video mình hay, hữu ích thì hãy nhấn một like và share video này cho nhiều người khác xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.